Em ơi vô uống trà. Lát anh ra anh chặt ít tre vô làm lồng đèn mấy đứa nha. Chặt quá nhỏ nhỏ luôn. Hết phụ em ké đi. Này, ké tre đây là theo hướng. Như đây là làm được à? Như đó làm được à? Em phải 20 cái không? Ít đâu, nhiều lắm. Bây giờ anh đi trộn bột làm bánh nha. Anh nghỉ một tí đi, lát rồi xong cái anh răng phụ anh luôn ha. Rồi. Cho bột từ từ vô. Xong rồi. Giờ trộn bột, phủ bột, làm bánh dẻo. Cho một muỗng vani vô nước đường. Đấy, được rồi. Cho bột nghỉ một tí đi làm nhân. Anh đi vậy là đẹp rồi ha. À, có đẹp chứ. Anh vậy là vừa chưa?
ok đó, đẹp á. Này mà tối thắp đèn vô nữa là sáng đẹp lắm. Phú ơi, làm cho Phú nè, nắm làm cho nắm nè. Rồi ra kêu mẹ bỏ đằng cày vô chơi. Cái bánh trung thu giống như cái bánh bao luôn á trời. Không thấy hình nó hết trơn. Chị xin lỗi nha, lần sau chị làm đẹp hơn cưng. Công nhận mình làm cái bánh này nó mất hết đẹp rồi. Đây lần đầu tiên làm này chắc tha thứ được ha. Kinh nghiệm lần sau, kinh nghiệm lần sau sẽ đẹp hơn. Thank you.
bánh con ơi. Thơm không? Ngồi đây ăn bánh. Con nghe thơm không Phú? Dạ thơm. Nghe thơm hả? Để gì cắt thử nè. Sao Phú? Dạ nó quá ngon. Trời ơi quá ngon luôn hả? Thở sao thở ngon con? Ngon thiệt chứ ha. Cái này em làm lần đầu tiên thì đã thành công rồi đó hả? Ừ. Nè con ăn bánh dẻo hay là bánh nướng? Bánh nướng kìa. Đâu mấy đứa đi chơi lồng đèn đi. Chơi lồng đèn đi. Cho em miếng nướng nè. Đi coi chừng té đó.